Aeon full đam full tanh thì chỉ là ngày xưa thôi, bây giờ người ta chơi Aeon full phép. Thế anh em xem cái giáo án mới này của tôi xem chơi nó có hảo hán không nhá. Nói chung là bổ thì còn đau hơn cả lên đam cơ. Đau hơn cả lên đao, lên đam đau hơn nhiều luôn. Gấp bội lần. Nói chung pha này thì công nhận là ông top tem bạn này, chơi lối chơi của ông này đang chơi ảo thật. Ông này chơi được, ông này chơi ảo. Cái pha này tôi tưởng là ông này ông về rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu, may là tôi đã ăn con rơi ở đây này. Ông này ông đi vòng mọi người. Ông này ông đi vòng cái đường tà thần ạ. Vòng tà thần ông này chạy vào trong bụi đấy chứ. Giật cả mình luôn. Ai ngờ ông này đi ông, ai ngờ ông này di chuyển kiểu thế đâu. Anh em xem trận này tôi lên lên full phép nhá. Tôi lên một cái thương, tôi lên một quả thương thì thương để lấy đam ấy, lấy được khoảng 1k8 đam mà đâu là 3k đam về phép cho bổ đao á. Nó rơi vào khoảng hơn 4k đam. Nếu mà tầm lết về nó rơi vào khoảng hơn 4k đam. Đồ này lên nhanh, nó rẻ tiền, nó không tốn nhiều. Cho nên là bổ nó hảo hán. Thấy chưa? Nhưng mà đồ mới thì chơi nó phải như thế này, anh em xem mà tham khảo với tôi nhé.